xanh xanh trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ, hò hơ 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 hơ, chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười, cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe. Mà dội mà vàng dừng chân ghé lại cho anh chàng hỏi thăm. Hỏi thăm cái gì anh, em đã cố tình phóng qua rồi mà anh còn đưa cái cuốc chặn ngang mặt em nữa. Không may nó vào mặt em rồi còn cái gì là nhan sắc nữa. Nó có gì nói nhanh lên, em đi bán kem nó chảy hết anh ơi. Nghe anh dạy nè, em về em mới tè con vợ của em. Hôm qua anh với hai nhái ghé ngủ em đi làm lai gai, nó chửi giả từ trên đầu trên cổ dậy xuống. Có gì có sao đặng. Muốn đi gia nhập hội tụi anh đó là em phải tè giá trị quốc em mới bình thiên hạ được. Rõ chưa? Em biết rồi nhưng mà phải từ từ anh à. Dạy con đã khó rồi nhưng mà dạy vợ còn khó hơn anh à. Nhiều khi trước khi dạy còn phải xin phép nó là có được dạy hay không nữa, chứ đâu phải muốn dạy là dạy anh. Khó vậy hả? Chứ sao nữa anh. Bà thôi em đi nha. Chưa khoan, chưa gì hết, vội vàng nữa rồi. Chiều nay ngồi đâu cái đã. Em lạy anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cho em nghỉ một bữa đi anh. Mấy bữa nay bữa nào cũng say xỉn hết. Hết sạch tiền rồi anh, bây giờ phải đi bán kem để mới có tiền nhậu được tiếp chứ. Rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, vợ hai nhái. Thôi em đi nha. Đâu vậy vậy? Trời ơi, vợ hai nhái thì kem luôn. Trời ơi, thằng ơi. Trời ơi, có xe đạp nó chạy rồi mình làm sao chạy trời. Chắc chết tôi quá. À, trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Thứ hai. Ủa, anh ba. Ừ. Này chăm chỉ quá, lấy cuốc ra cuốc nữa hả anh ba? Chứ sao thêm, mình là nông dân mà mình phải tay lắm chân bùn mà cuốc bẩn cày sâu chứ. Tôi nói cái nào ăn nhậu ra ăn nhậu nghe, cái nào mần ra mần nghe, mần việc ra mần việc, ra chơi là ra chơi. Ủa? Cái chuyện mà ăn nhậu là nhái á, rủ tôi chứ tôi không hề vậy đâu à. Trời ơi, vậy thì nó kỳ quá ha anh ba ha. Đúng rồi. Trời ơi, vậy thôi gán mà sáng mắt sáng mũi mà cuốc nha, chứ không cuốc vô giò là kỳ lắm à. Chứ lại giữa trưa đó giờ đâu bao giờ thấy ai mà lấy cái cuốc rồi đứng cuốc xi măng đâu ta. Thôi em đi nha anh ba. Mày ngoan nha chứ không tao cứa cái cổ đó. Đi nha. Tốt mà học trời đất ơi trời. Mình mới nhắn nhủ vợ thằng Tư Bắc mà so về vợ hai nhái á, nó gấp vợ thằng Tư Bắc gấp 4 lần. Cái này ném vậy á, chẳng tin à. Ê. Nhà hai đứa nó nghèo gớt màu tơi, ở đâu mà thấy nó vỏ một vỏ gà vậy cả. Trời đất ơi, giờ còn chưa chịu dậy nữa, chưa trời chưa chật rồi. Ra đây để tôi đi công chuyện của bà ba nè, ra cánh nhà coi. Ông ơi! Trời ơi! Trời đất ơi, bây giờ còn ngủ nữa hả? Ngủ có làm gì đâu sai đâu mà kêu ông sầm vậy? Tôi kêu ông ra đây ông canh nhà. Nhà có khỉ rồi cảnh đi đâu đi đại đi, trời ơi trời, nhà giờ ông không có cái gì hết trơn rồi kêu canh. Rồi thằng tí mình đâu? Đẻ rồi đã không nhờ được gì hết trơn á. Cho nó kêu nó canh giùm cái đi. Em chưa? Trời ơi, thằng tí giờ nó còn đi học nữa, chưa trời chưa giật rồi. Ông này ông thiệt á, ông lo ông tụ tập rồi ông đàn đúm rồi riết rồi hả? Ngày giờ không cầm, biết đâu. Cầm cái miệng liền. Không bao giờ mà dùng cái từ mà tụ tập ở đây nghe chưa? Nè, có nghe ông bà nói câu hay lắm nghe. Giàu là nhờ bạn, chứ không phải là giàu là nhờ vợ, thấy không? Vợ đâu làm gì đâu, vợ là chỉ nấu nướng này nọ thôi, thấy không? Vợ là chỉ giúp cho chồng sang là hãnh diện với bạn bè thôi, còn giàu là nhờ bạn. Người ta ra ăn nhậu là để gặp bạn bè để bàn cái phương pháp làm ăn để thoát nghèo. Gì? Làm ăn để thoát nghèo. À, là làm giàu hả? Ờ. Ê, nó nghe nè. Sao? Ông muốn làm giàu cũng phải lựa đối tượng chứ. Sao? Lựa sao? Ông coi cái hội ông kìa. Hậu một sao? Thằng thì bán kem dạo. Một thằng thì lấy cái cuốc ra ngoài xi măng, không biết cuốc cái gì ở ngoài. Rồi ông coi lại ông đi. Ông sao? Giàu quá không? Giỏi quá ha. À. Rồi trời ơi, ba nhà nào cũng thuộc những cái hội nghèo nhất ở trong cái xã này, bày đặt làm giàu. Giỡn vậy? Trời đất ơi,
Tôi mà nghèo giờ này cũng đâu có nón lá để mà bà quạt đâu. Trời đất ơi, không suy nghĩ à, nó không biết suy nghĩ à. Nhờ là nhà nước lo cho mình chi phí làm ăn, thấy không? Bây giờ nhà mình làm ăn từ ngay chỗ hộ nghèo, bây giờ mình đã tiến lên thành hộ cận nghèo. Chỉ mới cận thôi nghe. Rồi bây giờ từ từ nó sẽ thoát đi cận nghèo, bắt đầu sắp giàu. Rồi bắt đầu cái thoát là cái nữa là bắt đầu chuẩn bị chuyển qua gần giàu. Đó, nó thoát từ từ chứ trời đất ơi, mà làm cái rẹt sao làm ai chịu nổi. Nó nghe dễ quá ha. Sao? Nè. Cái gì? Ủa là sao vậy? Tự nhiên là lâu lắm rồi nhà này không bao giờ thấy tiếng gà, tiếng vịt, đến nay tự nhiên đâu có nguyên con gà ở đây về ngon vậy? Ngon nha, con này ngon à. Sao? Con này sao? Nè, tôi nói cho ông nghe nha. Đồ này là ngày mai tôi đem qua bên kia tôi góp dỗ đó. Dỗ bên ngoại tôi không nhớ hay vậy? Giờ vô làm thật hả? Ông giỡn với tôi hả? Tôi quen cái thật. Gọi ông nha, ông ở nhà đi đó. Ông mà ông giỡn với tôi, ông đi qua nhà người ta, ông ăn chực rồi ông nhậu ở bển đi nha. Ăn chực cái gì? Ăn chực bà. Tối ngày dùng từ ăn chực cái dùng viên. Ủa chứ không đúng cái gì? Bà nghe nè, cái tên của hội tôi bà nhớ không? Thấy hội gì? Ai kêu tôi đó, có mặt chó tôi đây, đó là cái hội của tôi đó, phải không? Hễ anh em là thương quý nhau, mình nhậu, mình tạo cái mối quan hệ gọi là tình cảm, tình thương mến thương. Ai kêu mình đó là có mặt chó mình đây, còn ai không kêu mình cũng ráng mình chui vô. Mình phải lì mình chui vô vậy để người ta thấy mình, thằng này nhiệt tình nè, thằng này là năng nổ nè. Rồi mình sẽ giúp cho đỡ cho nó làm ăn, để mà nó cùng thoát nghèo. Con vợ xứng đáng đồng tiền dễ sợ. Bởi vậy đằng sau lưng một thằng đàn ông nghèo nàn là một con vợ hay phàn nàn là con mẹ. Đĩa. Qua đây hậu tao làm thịt hết luôn giờ. Ui dạ. Trời ơi, gà chị động thịt ngon quá. Góp dỗ thôi vậy cũng được rồi. Để ủa sao qua đây chưa nữa? Trời, hỏi câu lãng không? Làm gì? Nhậu chứ gì? Nhậu phải có ngày nghỉ chứ. Hôm qua kia nhậu rồi chúng ta rủ hoài vòng nội. Em làm cái hội chi mà em nghĩ làm gián đoạn liền liên tục giữ hội chứ. Cái hội chứ, cái hội tên gì? Hội là ai kêu tôi đó là có mặt chó tôi đây. Đúng rồi. Bữa nay tôi đâu có kêu đâu, tự nhiên mặt chó lọ vô chị. Vậy là em không hiểu ý đen cái câu đó rồi. Là gì? Là người ta không mời mình vẫn chu cái đầu vô. Ai kêu tôi đó, dạ có tôi đây. Đó là cái câu không mời vẫn tới. Anh lùi ra một bước cho tôi. Dạ. Cái độ mà anh nói chuyện thôi, tôi nói thiệt anh, cái mùi của anh á mà nó văng qua đây tôi muốn xỉn luôn á. Tôi thiệt. Đó là hôm qua dư âm thôi. Dư âm tôi biết rồi. Bình cầm hơi, bình cầm. Nhưng mà hồi nãy anh vô gặp vợ tôi không? Dễ gì. Dân nhậu gặp vợ bạn là. Trở lại bình thường không thấy dễ đó. An toàn rồi, vô đây an toàn rồi. Giờ em nay đi đâu vậy? Thì nãy nó mới về đây nè, nó chửi trong một trận quá ệ quá đất luôn nội. Nó chửi ba cái vụ nhậu không. Rồi giờ đi đâu vậy? Nó đi ra bên kia nó mua ba cái đồ gì vậy, đằng ngày mai dỗ bên nhà bên nhạc gia tôi bên đó đó. Rồi ngày mai qua bển rồi anh em chú bác rồi mời nữa uống. Trời ơi ai chịu nổi, tính bữa nay luôn nghỉ cho cơ thể nó phục hồi. Mai ông đi không? Không có mời nhưng mà vẫn đi à? Vẫn có mặt chó mình vô à? Ê khỏe rồi, vậy mai có thiệt rồi, khỏi lo. Rồi vậy bên đang nghỉ. Ê sao nghỉ được? Sao vậy? Ngày hôm mai là của hôm mai, hôm nay là phải ngày hôm nay. Ngày nào ra ngày nấy. Nhưng mà trời ơi, đó thì anh nó nhậu không có gì ăn làm sao tôi nhịn nổi. Em nhìn như vậy đây. Xoài hả? Xoài. Thôi đi má. Sao vậy? Qua nhậu cốc ổi nay xoài bao tử được chịu nổi má. Chứ mèo nó đặt chứ mỡ ta. Muối ớt chấm này hết chảy chạy đường trời nào. Em nổi anh mày có cái gì nó nhậu cho nó nữa này. Mày gói hả? Hử. Bóp miệng ra, bóp miệng ra. Gắt cái muối niêm nó lên, gắt miếng chanh vô lấm. Trời em mệt quá luôn á, thiệt á. Bây giờ nghe anh nói nè. Bạn Hiền đem rượu, đem thịt tới nhà. Em từ chối, tinh thần khí khái không có gì hết trơn. Ông bà có dạy nhất bằng hữu đáo phương lai, người bạn xa ghé nhà thăm. Hơn nữa em cung kính không bằng tương mệnh. Em kính anh bao nhiêu không bằng anh nghe lời anh. Vô đâm chém muối ớt liền. Vô đây thôi nha, không có kêu thêm chai nữa nha. Rồi. Trời ơi, chạy chứ không ngó. Kế chuồng gà dùng thịt ra ỉa cái này thúi quá sao mà nhậu. Chà. Một gà, một vịt, một bạn Hiền. Cuộc gặp lần này chẳng ngẫu nhiên. Làm sao chia rẽ một trong hai đứa. Buổi nhậu hôm nay sẽ quá Hiền. Ok. Để ơi, để. Lại lên. Ôi chà. Ngồi xuống rồi. Đây. Chà, hôm nay qua ngồi đó luôn hả? Chứ ngồi đây chứ ngồi đâu? Ý ngồi đó để che đúng không? Che gì?
Có đồ ngon để nhậu mình ăn đúng không? Là gì? Huynh đệ tương tàn à. Mà anh nhắc em nè, trong pizza cái giò gà quýnh dễ quýnh, khó quá nhỏ giò liếc. Mà giò liếc nó nằm ngay ba cái bi nằm một đường thẳng, có thể bay qua đầu bọc qua luôn thấy luôn. Trời ơi, ông biết đánh pizza luôn hả? Trời kìa, sẽ lưng kìa. Là gì đâu? Đó, một cặp song sinh à. Này con gà ăn vịt mà chứ đâu phải sinh đâu, sao sinh đâu được. Vẫn tính một cặp. Cặp sao? Ờ khá quá, nhưng thôi uống đi, uống hai ly. Không không, đâu ra đó đàng hoàng chứ. Mày đánh mày. Tôi đang nói chuyện gái ông sợ mày. Ý anh nói là tôi có này, tôi giấu tôi nhậu mình hả? Chứ gì nữa? Nè bạn bè không ai mà chơi mất dạy đâu, không ai chơi kỳ. À, chứ sao? Cái đồ này á là con vợ tôi nó mua, là nó mua thiếu á. Nó mua thiếu của bà sáu bà tám gì ở ngoài kia kìa. Để ngày mai đi góp dỗ bên nhà bên nhạc gia. Ý nãy tôi nói đó nhớ không? Rồi. Trời ơi anh nghĩ hôm qua nhà tôi có bao nhiêu tôi mận mẹ nó trơn rồi. Thôi anh xin lỗi, thôi mình uống đi, uống hai ly đi cho nó rô đài đi. Trời đất ơi. Thì sao? Anh xin lỗi tôi đi, tại vì tôi có đâu có. Xin lỗi, không có giấu đúng rồi. Bạn bè mình chơi chung. Nè bữa nay nhậu xong ngày mai nhậu nữa mốt nghỉ nha. Sao nghỉ được, liên tục à. Tiên thường, chánh dỗ và hậu thường, liên tục. Chà. Uống à. Uống vô nó bị dội đạn anh ơi. Không mà thường ngày á muốn cái xoài này giống ớt này hút thiệt á, mà nay ngồi cái bên gà nó gái con này cái bộ ăn này hút. Ôi trời ơi. Quá khó ăn quá. Vô cái nữa đi. Vô ngồi nghe. Thà không có hai con đó dễ nhậu, nó khó nhậu quá. Tụi nó không dồn rồi. Bỏ vậy. Anh bớt dòm đồ của vợ tôi đi. Trời ơi, nó về nó chửi, nó lâu nguyên cái bàn thờ gia tiên ra, nó chửi luôn bây giờ. Biết rồi. Tôi không phải tôi keo kẹt gì anh đâu. Đồ này là đồ bên để gấp dỗ mà, chứ không đâu tôi lấy ra tôi mừng luôn rồi. Khoan, nhưng mà bên vợ em á, vợ em là con thứ mấy? Út. Cái Út hả? Ông bà già nhạc gia là đẻ ra năm đứa con gái. Năm con chú. Coi như là mà có mình nó là con gái Út à. Đúng. Nhưng mà được cái đó đẹp nhất nhà nha. Trời đất ơi, hồi đó tôi cua nó cũng dữ lắm mà được à. Mà nghe nói mấy bà chị vợ làm ăn khám khá lắm hả? Khỏi bàn luôn. Mấy bà nội đó hả làm ăn giỏi lắm. Ruộng vườn tàu gì tôi nói hả đầy nghẹt hết. Một bà là chở phân đi giao cho người ta. Một bà là chở lúa. Thấy không? Còn bà là chở toàn trái cây không, trong đó cái gì cũng có hết trơn á. Còn một bà lấy ngay ông chồng giàu, trong đó là đất đai phì nhiêu đầy đủ hết. Ôi giờ chủ cả rồi. Thì tất nhiên rồi, chỉ có gia đình thì người ta nói là giàu Út ăn, nghèo Út chịu. Con vợ tôi Út mà nó nghèo quá đó, vậy thôi chứ. Thế giờ sao quá à. Nhưng mà giờ nghe anh vắn đắt cái phong tục kiểu lễ giáo của miền quê mình nè. Sao? Thứ nhất á là dụ vợ em là Út đi, mà đi tới cặp đựng con gặn con vịt, thì cái bà chị nghèo kế nó đi phải là 2 gà 2 vịt là 4 con. Rồi cái bà kế lên nó là phải là 8 con, rồi cái bà kế là 16 con, làm riết là nhà 5 người cái thành ra 100 con, mà cái đám dỗ là 100 con sao hết, phải không nè. Đó nó dư giả không, nó bị nó phí không, mà ông bà là cắt cổ nhiều xuống dưới là lại là dỗ quẩy là làm khổ ông bà, phải trả nợ với ông bộ. Vậy anh nói vậy có được sao? Không được. Làm thì làm đi, dỗ cho dù nhà nghèo mình cũng phải có cái lễ vật tới này nọ cho người ta còn nể mặt nể mày chứ. Thì đồng ý là cái lễ không phải với hội mình, là ai kêu tôi nói là có tôi đây là con bên nhà là phải đi, nhưng em đi một con tượng trưng thôi. Bây giờ vợ em nghèo, một con tượng trưng là cái lễ đúng không, nhưng mà cái lợi ích thứ hai anh muốn nói ở đây là vậy nè, có nghĩa là khi em đi như vậy đó thì 4 bà chị còn lại á thấy Út mình nó nghèo. Thứ nhất là chống lãng phí, thứ nhì là đỡ cho ông bà mang nghiệp, thứ ba là có thể mấy chị hồi dịch lại cho hai chồng em luôn à. Là ý là cho ngược lại tôi hả? Vì thấy em nghèo quá, tại sao vợ chồng nó đi chỉ có một con gà, chỉ có một con vịt thôi, con vịt đi, mình ăn gà dễ ăn hơn đó. Để thương cái cho em, để dành cất, mai mốt qua cái là có nhậu liền luôn. Con gà này thì ấy mà em để nữa con, cái gì có quyền mình ăn, cái giò nè, cái mình nè, cái đầu nè, cái đùi nè, cái mềm mình dứt hết thì mình để cho nó mấy dấu sắc. Tôi thì anh á, ba cái nhậu nhẹt là ngày này qua ngày nọ tôi ngán, tôi chỉ ngán con vợ tôi thôi à. Ba cái đồ này nó dặn rồi không được đụng vô luôn á. Không ngán gì, tối có bà học vô giờ ngọt ngọt với bà được à. Phụ nữ ngọt ngọt này lắm mà nha. Vậy giờ làm gà phải không? Giờ làm món gì? Nấu cháo luộc xếp hai. Nấu cháo luộc xếp hai đúng rồi. Vô lấy cái can đảm rồi, lấy can đảm đúng rồi. Con gà. Gà ơi, coi như bây giờ mình bắt con gà, mình nhậu trước đám dỗ, chắc ông bà nhạc gia cũng không trách mình đâu ha. Đến đây gà. Nè chào nó cái đi. Cái gì vậy? Trời ơi,
chia rẽ được đôi nguyên ương này tốt ngoài học luôn á. Ê mà không ngờ qua cái cuộc vận động trí não này á, mình thấy cái lưỡi mình cũng có lý nha. Lời ăn tôi nói mình cũng suôn sẻ ha. Biết đâu hồi đó mình gắn leo lên hết lớp 3 nào, biết đâu giờ mình mần chuyện lớn à nha. Chúng không phải làm dân gì hoài đâu. Tao nói câu nhất bì nhiều cốt. Cái da nó dai, nó dai. Quái sao có mùi thịt gà luộc ở đây nhỉ? À, hóa ra là hai ông anh đang nhậu. Hồi sáng mình có từ chối nhẹ một cái thôi mà buổi chiều nhậu thịt gà luôn à? Chơi vậy ai chơi lại được chứ? Ai kem đây? Kem thịt gà đây, kem hương vị thịt gà đây. Biết rồi, con nó đi chưa? Đi rồi, cái tiếng cho bằng đi xa rồi. Đấy, đó, rồi, yên tâm. Con gà có chút xíu à, chừa phân nửa con, hai anh em nhiều đủ cưa là nó vô là hết luôn á. Thôi, tôi sợ nó lắm. Nó vô nó uống không có nhiều à. Mà nó ăn trời ơi, thôi, tôi sợ lắm. Ai kêu em đó, có mặt chó em đây. Trời ơi. Úi giời ơi, có hai ông anh quý hóa quá. Thịt con gà ngon như thế này, thơm như thế này mà không nhắn thằng em một tiếng. Cái gì sao không nhắn, tính kêu đó chứ. Tính kêu. Ôi sao em không nghe thấy nhỉ? Hồi sáng gặp em nói nay nghỉ bữa để buôn bán. Ờ. Đó. Nên à, buôn bán từ từ anh ạ. Vợ nó la thì nó cũng la rồi, la thêm nữa có sao đâu. Hai quận à. Rồi, ý là bây giờ có nghĩa là con em còn đi bán đúng không? Không bán thì nữa anh. Sao vậy? Không bán á, bán buôn làm cái gì? Không mình sao? Phải ăn thì mình mới có sức để mình đi bán chứ. Ăn cái gì? Ba ly rồi đó, trời. Thôi. Già ba rồi. Bây giờ nè, em đi bán đi. Chứ còn không thôi là con vợ em mà nó kéo tới đây nó nó chửi rủa sùm rồi gặp thêm con vợ nữa, kể như là thôi chắc cái hội này banh luôn à. Kể như là lúc đó là ai chửi tôi đó mặc chó nó trốn đây luôn à. Cất vợ qua một bên đi anh. Vợ sao cất được mày? Em mới vào ba mà. Anh biết tính em phải vào năm. Cái gì vào năm ở đây là người ta vào ba thôi là được rồi. Ủa vậy hả? Ở trong này vậy á. Trời ở quê em là vào 7 ra 14 lận cơ. Trời ơi. Thôi từ làm cái này từ ba ly rồi. Rồi. Nói chung là bây giờ đang đi bán mà đói bụng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ. Ê, coi chừng mất cổ. Coi chừng mất cổ. Cái cũ anh ạ. Anh em ăn chung với nhau nó tình cảm anh ạ. Mỗi người gặm một miếng để anh gặm rồi đúng không? Đúng rồi, anh ba anh mới. Trời. Đúng rồi, gà ngon nhất cái đùi. Trời ơi trời, còn có bao nhiêu đây được em ăn kiểu này rồi lấy gì mà uống? Anh thoải mái đi, xíu hết rồi em lo. Hả? Ai? Em lo hả? Em lo tăng 2 hả? Xíu lít kem em nhậu. Cái gì? Mày nó chưa bán được luôn. Nó nghe nè em, tại vì là ở đây là tụi anh là ai cũng sợ tiểu đường cho nên không ăn đồ ngọt. Gì vậy? Đây nè. Sao anh lại để nó đứng cô đơn một mình thế này? Con dịch đó hả? Làm cái này liền anh. Mày lanh con giả bỏ mày giờ á. Mày mắc cười quá. Con dịch này là mày biết cái gì không? Hồi nãy giờ là cái con gà này mày ăn là tao chưa thèm nói với mày. Cái con gà này với con dịch này là đồ của con vợ tao, là góp dỗ cho bên nhà vợ tao. Mày ăn hết con gà còn gì nữa? Rồi giờ làm con dịch này nữa là con vợ nó về nó lên nó làm thịt tao sao? Tứ đệ nghe anh ba nói nè. Con dịch này á là vợ của anh hai á đi đâm dỗ bên ngoại. Một cặp lận, nhưng mà anh vắn đắt ra mới có cái mồi nhậu này nè. Còn dịch đó là không được, mai đi cúng dỗ bển á. Còn con dịch đi cúng mày đòi ăn nữa là lấy cái gì mà tao cúng? Trời ơi, em không ngờ anh lại là một cái thằng con rể bất nhẫn như vậy á. Ê, tao là chủ sĩ nha. Mày nghĩ sao vậy hả? Đồ vợ tao cúng mà tự nhiên mày nói tao bất nhẫn là sao? Tao rể bất nhẫn à? Anh bình tĩnh đi. Khoan. Có phải là mấy bên chị đằng vợ anh là giàu lắm đúng không? Đúng rồi, vào kệ nó chứ. Ui, dầu là đất là cò bay thẳng cánh đúng không? Cái chuyện của nó là ghe tàu là tấp nập đúng không? Chuyện của nó. Vậy mà tại sao anh lại đi cúng vịt? Chứ bây giờ không gà như vậy cúng vậy? Trời ơi, cái con đáng thịt, anh không thịt, anh lại thịt cái con không cần thịt. Anh thấy có bao giờ người ta đi cúng vịt không? Cúng là chịu cúng gà thôi. Sao vậy em? Mà sao cúng vịt không được vậy? Con vịt nó bơi ở đâu anh? Nó sống ở đâu? Dưới nước, ở dưới sông. Là nó phải bơi đúng không? Bơi là sao? Ý là lúc nào cũng phải có nước. Nước nó nhiều nó mới bơi được. Mà bây giờ chị đằng vợ anh là toàn ở dưới miền Tây không? Ý là anh chù người ta là ngập lụt, lúc nào cũng nước dâng lên, lúc nào làm ăn cũng phải bơi hết hả?
rồi chưa kể con vịt này nó đi rất là ì ạch luôn, nó đi rất là chậm luôn. Thì khác gì là chù người ta là làm ăn phá sản, làm ăn không có lên, làm ăn là cứ lúc nào cũng ì ạch sao? Rốt cuộc là bây giờ là làm con thịt, con gà là sai hả? Chứ sao nữa anh không ơi? Không phải anh... con gà là sai, nhưng mà bây giờ con vịt nó dỗ là sai nè. Anh tưởng là cái ý anh vậy là hay, bây giờ thằng Tư thấy vậy mà ý nó hay hơn. Tôi phàn cái chén vô bận mặt anh bây giờ. Không, anh, là, anh là cái thằng hồi nãy tôi hỏi anh rõ ràng. Thôi cái đó liền, cái trình độ bỏ qua đi, dù này bỏ qua đi. Nhưng mà con vịt này nè, bây giờ mà em đi cúng lạm chù là bên vợ em dẫn em luôn, không cho mà dẫn luôn đó. Chứ sao nữa anh ơi, anh hiểu hình ảnh con gà ấy, nó ngậm bông cúng rất là đẹp luôn. Anh thấy có giờ con vịt nó ngậm bông không? Ờ vậy hả? Vậy chứ bây giờ ý của mày là bây giờ con vịt nó ngậm cái gì? Ngậm hoa chuối. Ngậm hoa chuối. Hoa chuối hả? Cái ngậm hoa chuối nó to thấy bà, sao nó ngậm được? Thì mình cho nó ngậm xong rồi nó ngợp thì mình bóp mà mình làm gỏi hoa chuối luôn. Tóm lại là mày vẫn kêu làm thịt con vịt đúng không? Chứ sao nữa anh ơi? Thà là giết đi hết, ta nghèo lại từ đầu. Giờ đem cái này qua bển nghèo cả dòng họ luôn đó. Nghe lời anh này, ngàn út từ nó đúng quá luôn. Xử liền cho nó ngậm hoa chuối liền luôn. Mệt ghê thiệt. Thôi lỡ rồi đi theo bạn luôn đi con. Con gà con vịt cho nó tội lòng nhau. Vợ ơi, thột luôn mày. Nhanh 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 nhá. Này nhái được cái dễ thương. Quý bạn vô cùng. Cũng may là anh kêu thịt con gà trước em mới có vịt ăn đấy. Anh em mình thôi phối hợp nhịp nhàng ghê. Ê chị hai nhái vậy kìa. Cái chiếu tự nhiên nó dựng lên ha. Giấu kỹ dữ đó. Đi ra. Ủa, thế mai mới đi mần gì hả? Em chào chị. Anh với Tư tính qua phụ hai phát cái ruộng xe vườn vừa mới bước qua luôn đó. Em đi bán kem và định ghé đưa thằng Tí mấy que ăn cho mát người, nó đi học hết rồi. Rõ ràng là nhậu mà còn sao hả? Lý do lý do gì vậy? Trời ơi, thương hiệu mặt rệp đâu ra gà mà nhậu hay ha. Hay. Ông anh ơi, đâu đó? Nó đang cho vịt ngậm qua chuối. Con vịt ngậm qua chuối. Đánh tiết canh như bắp gỏi. Anh ơi, ông ra đây cho tôi. Ông anh ơi. Đây nè, tôi làm gần xong rồi. Ủa em về hả? Con gà con vịt tôi đâu? Con gà vịt là anh làm thịt rồi. Mà em yên tâm đi, anh làm con gà xong anh có để dành cho em nguyên một cái đùi to thì to luôn á. Con vịt đâu? Con vịt anh cũng chừa cho em một cái đùi to hơn. Mà con vịt thì cái đùi nó to hơn con gà nữa. Hôm nay anh thương em quá ha. Trời đất ơi, em nói sao vậy? Vợ chồng mình sống nay nhiêu lâu có một tí rồi, phải thương em chứ. Con dao đâu? Con dao làm thịt xong để như sao luôn? Xong đem lên đây. Chi vậy hả? Lội chết tôi luôn đây. Lội chết. Trời đất ơi, có con gà con vịt để đưa cho mình góp vỗ thôi mà cũng. Trời ơi, đất tôi chết sao ông trời nè, ông giết tôi luôn nè. Thôi được rồi. Ông ơi, ơi gì chăng á. Trời ơi, có con gà con vịt là để góp vỗ mà. Bây giờ tôi dắt con đi về luôn. Tôi không ở đây với ông nữa. Tôi không ly dị luôn đi. Ê mày. Tôi chết hết rồi. Ê mình ơi. Má tí. Nhái ơi, giờ sao nhái? Chị ơi. Trời ơi, em ơi. Giờ sao nhái? Trời ơi, chị gì con gà đã kêu được làm con vịt rồi, con răng xuống nó làm vịt chi vậy? Giờ sao? Ngày mai, ông với thằng này phải theo tôi qua bên nhà nhặt da cho tôi, sáng sớm. Đi ăn đám giỗ hả? Ăn hả? Còn ăn với nhậu nữa hả? Qua bên đó, ba thằng ở trước cửa quỳ xuống lại chừng nào cho con vợ tôi nó về đây nó ở với tôi bằng được. Còn không thì dẹp luôn cái hội này đi. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam
vui lắm à nghe.